Chào mừng các bạn đã quay trở lại với G-Music trong series hướng dẫn Rapmixer Digital M16 của Marani. Hôm nay mình sẽ nói về cái cách mà đổi tên mixer và cũng như là nói sâu trong cái phần input của cái mixer M16 này. Ví dụ như trường hợp mình có tới 2 hoặc 3 mixer M16 cùng một lúc thì làm cách nào để có thể phân biệt mixer nào là mixer nào, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên từng thiết bị đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi tên từng input một để khi mình thao tác có thể nhận diện được các thiết bị kết nối như micro nè, nhạc cụ nè, trống nè, vân vân. Rồi mời các bạn cùng theo dõi. Khi mình kết nối với mixer và trở lại được giao diện điều khiển chính của mixer, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên của mixer. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần setup, sau đó chúng ta sẽ vào phần access point. Trong phần access point chúng ta sẽ có SSID ở móc bên tay trái, đây là chỗ chúng ta sẽ thay đổi tên của wifi mixer. Ví dụ ở đây mình đặt tên của mixer là M16-40-14 là theo số series của cái mixer. Thì trong trường hợp chúng ta sử dụng 2 mixer trở lên thì chúng ta có thể thay đổi cái tên wifi của cái mixer đó, xong đó ở dưới chữ key thì chúng ta sẽ thay đổi, nhập cái password của nó vào để rồi chúng ta có thể kết nối vào cái mixer bằng password này, thì để hạn chế những cái người lạ họ kết nối vô cái mạng wifi của mixer và điều chỉnh lung tung trên đó. Thì đây là cái cách để chúng ta thay đổi tên của mạng wifi mixer. Tiếp theo là thay đổi tên của từng kênh kết nối. Vẫn ở trong cái mục setup, các bạn sẽ vào name edit, thì ở đây chúng ta sẽ có 5 mục chúng ta có thể thay đổi tên. Đầu tiên là tên của từng kênh kết nối, ví dụ ở đây mình có đổi lại một tí, ví dụ là kênh 67 78 là mình vẫn xài lại bình thường thì mình đổi lại, và 90 thì mình là lai nhạc thì mình đổi là lai nhạc. Thì các kênh này khi các bạn link hai kênh với nhau thì mặc định là số lẻ luôn là kênh trái và số chẵn sẽ là kênh phải. Kênh ví dụ từ 1 tới 4 các bạn sẽ dùng cho micro ca sĩ thôi, và có thể là mặc micro ca sĩ gì đó, KCA chẳng hạn. Hoặc là chúng ta thì ở đây cái tên chúng ta sẽ đặt nó sẽ cố định trong những tám ký tự nha các bạn. Bạn có 8 ký tự để các bạn đặt. Ví dụ mình đặt ca sĩ Dân Phúc chẳng hạn. Rồi vậy đó. Sau đó chúng ta sẽ bấm update thì nó sẽ tự động đổi cái tên của cái channel, cái kênh đăng ký, cái kênh kết nối này vào. Rồi thì ngoài cái kênh 16 kênh này thì chúng ta sẽ có phần đổi tên của cái ốc. Ốc này thì tùy theo cái từng ứng dụng chúng ta có thể đổi tên. Ví dụ như ốc 1 mình có thể làm xài cho sub left hoặc sub right. Rồi ốc 3, ốc 4 mình có thể mình sử dụng làm monitor left, monitor left đó. Ốc 4 là monitor right đó. Thì tùy vào cái ứng dụng của mình muốn xài thì mình sẽ đổi tên của nó thôi để mình biết mình ra. Rồi xong, sau khi các bạn và chúng ta có thể đổi tên của cái thiết bị mixer luôn. Ví dụ đây là mixer M16 thì mình sẽ đổi tên là mixer M16 G-Music. Rồi các bạn kết nối update là bạn sẽ thấy trên cái giao diện chúng ta sẽ có cái tên của cái mixer này, và khi chúng ta có thể kết nối nhiều mixer với nhau thì chúng ta có thể biết được mixer nào. Và đó là cái mục chúng ta có thể thay đổi tên của tên wifi của mixer và tên của từng kênh kết nối. Sau khi các bạn thay đổi xong thì các bạn sẽ thấy ở từng kênh kết nối góc dưới chỗ fader các bạn sẽ thấy được cái tên của cái kênh này: micro ca sĩ 1 2 3 4 5 6 7 8, ca sĩ Cam Thị Mai, nhạc left right. Ví dụ ở đây là đường nhìn lai nhạc thì mình sẽ để tên là nhạc left right. Mình mở nhạc lên cho các bạn nghe. Đó, rồi phần edit thì bây giờ mình sẽ nói về lại cái phần mục trong cái mixer. Ngoài các bạn có thể theo dõi cái micro, có thể bật tắt hai pass filter này, equalizer, hoặc có thể chỉnh điều chỉnh cái delay on off, hoặc là chúng ta có thể tăng giảm effect cho cái micro bằng cách là chúng ta sẽ kéo cái hiệu ứng effect. Thì ở trên cái effect này chúng ta có 4 thanh effect cho cái micro, hoặc là chúng ta có thể kéo chỗ ốc này để chúng ta truyền cái tín hiệu từ cái kênh channel 2 này cho cái đường ốc 1 2 3 4, tùy theo mình làm. Ví dụ nãy mình làm cái ốc 3 4 là monitor thì mình muốn cho ra monitor thì mình kéo cái thanh này ra cho âm thanh nó chuyển xuống đường monitor. Rồi đó là cái mục giao diện chúng ta có thể điều chỉnh nhanh. Thì ở các bạn lưu ý là trong cái mixer M16 này chúng ta sẽ có 8 cái channel là để có thể kết nối được micro, tại vì nó là cái cổng kết nối combo sử dụng jack Canon với lại jack 6 ly, thì chúng ta có thể là chuyển đổi từ micro với lại đường line. Còn từ cái channel số 9 trở đi thì nó sẽ là jack
cổng 6 ly thì các bạn chỉ có thể sử dụng làm kết nối với nhạc cụ thôi, thì nó sẽ không có cái phần feedback rejoin, tức là chống hú, với là nó sẽ không có phần auto mix. Nhưng đối với channel 1-8 thì các bạn sẽ thêm phần chống hú này, rồi phần auto mix này. Thì cái phần chống hú với auto mix với lại cái phần ducker này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một cái video tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp vào cái mục input. Thì trong mục input này chúng ta sẽ thay đổi thông số trực tiếp trên từng kênh, bằng cách là khi chúng ta sẽ chọn vào mục input và chúng ta muốn thay đổi của cái kênh nào thì chúng ta sẽ chọn vào cái kênh đó. Ví dụ bây giờ mình chọn vào kênh Miro 2 thì mình nói luôn là trong cái Miro trong đó nó sẽ bao gồm những mục gì. Đầu tiên nó sẽ là mục phantom nguồn ảo. Thì mục phantom này sẽ cấp nguồn cho micro condenser. Ví dụ mình đang sử dụng cây micro condenser MK4 của Sennheiser thì nó mình sẽ cấp nguồn cho cái micro. Rồi tiếp đến là cái pha, thì cái pha mình có thể đảo ngược pha, thì tùy vào trường hợp mình sử dụng thì mình có thể bấm vào đây mình chuyển đổi ngược pha lại. Tiếp đến là link, link này là để kết nối hai kênh với nhau. Khi mà chúng ta bấm đường link này vào thì mặc định là mixer sẽ tự động link hai kênh lại với nhau. Thì ví dụ nãy mình đã nói thì cái kênh số lẻ sẽ là left và kênh số chẵn sẽ là right. Ví dụ bây giờ mình sẽ link hai đường 3-4 cho các bạn xem. Khi mình chọn vào channel 3, mình bấm link thì mixer sẽ báo là bạn có muốn copy cái thông số của channel 3 cho channel 4 không, và bạn bấm yes. Thì bây giờ là đó, thì cái kênh lẻ nó sẽ tự mặc định là sẽ là chuyển làm kênh left và cái kênh chặn sẽ là kênh right, và cái thông số khi bạn điều chỉnh trên một cái kênh thì kênh còn lại nó sẽ tự động nhảy y như nhau. Ví dụ bây giờ mình ở 3, mình bật equalizer lên, mình tăng lên, thì ở cái 4 thì nó sẽ nhảy theo, nó đồng bộ theo. Đó là cái phần link. Rồi quay trở lại tới tiếp cái mục sụt, tức là cái nguồn. Thì cái đường nguồn vào cái kênh kết nối nó sẽ có từ 1 đến 8 như nãy mình đã nói, thì nó sẽ là cái giắc combo. Thì chúng ta có thể chuyển đổi từ line hoặc là micro. Và các bạn lưu ý khi các bạn sử dụng đường line thì mixer sẽ mặc định là để gain là 0 dB, nhưng khi các bạn chuyển qua micro thì mixer sẽ tự động đẩy gain lên 28. Thì cái này là mặc định của cái mixer luôn, là sẽ đẩy lên 28 dB cho các bạn khi sử dụng micro. Nếu như các bạn cảm thấy thiếu thì các bạn có thể tăng lên. Thì cái này tùy thuộc vào cái ứng dụng mình xài, mình có thể tăng hoặc giảm. Hoặc là chúng ta có thể cách thêm tăng giảm thì chúng ta một là có thể bấm mũi tên, hoặc chúng ta có thể nhập trực tiếp vào, rồi enter là xong. Đó, đó là cách thêm thay đổi cái thông số. Rồi là cái phần gain, để khi chúng ta sử dụng dưới cái gain tức là cái delay, thì trên 16 cái kênh kết nối này thì các bạn có thể thay đổi cái độ trễ của nó. Tùy vô cái ứng dụng thì mình có thể thay đổi độ trễ của nó, của cái tín đường tín hiệu vào. Kế đến là chức năng gain và compressor. Thì ở mỗi kênh đều có cái chức năng này hết, từ 1 tới 16 là các bạn đều có cái chức gain với lại compressor. Thì cái này tùy vô cái ứng dụng thì các bạn có thể điều chỉnh thông số, bật tắt. Các bạn có thể bật tắt trực tiếp ở cái channel input, hoặc các bạn ở cái mục mixer bạn có thể bật tắt trực tiếp trên đây để tắt hoặc giảm. Rồi ở mỗi kênh thì mixer M16 sẽ cho chúng ta 4 equalizer để chúng ta điều chỉnh các dãy tần số tăng L1, 2 hoặc giảm 2, 6, 7, hoặc chúng ta có thể trở lại về dãy tần, tất cả dãy tần trở lại ban đầu. Và ngoài cái 4 cái tần dãy tần số chúng ta chọn thì chúng ta sẽ có thêm một cái cắt dãy tần thấp. Đây là mình đang cắt dãy tần 50, để thay đổi có thể bằng cách là chúng ta có thể kéo trực tiếp trên cái biểu đồ tần số đấy, hoặc là chúng ta có thể nhập trực tiếp vào đây rồi chúng ta enter. Đó, đây là hai cách để thay đổi. Và khi các bạn cắt cái tiếng giải tần thấp đi thì cái micro nó sẽ giảm bớt cái tiếng ồn đi. Rồi dưới cái cắt tiếng giải tần thấp là cái phần thay đổi tần số. Ở đây chúng ta sẽ có mặc định 3 cái giải tần để chúng ta tăng hoặc giảm. Ví dụ đối với giải tần thấp thì là sẽ từ 150 Hz trở xuống, và khi đó bạn tăng thì toàn bộ dãy tần từ 150 Hz trở đi nó sẽ tăng, tức là từ dãy tần từ 150 Hz trở xuống nó sẽ tăng lên, hoặc là chúng ta sẽ giảm xuống. Đây là còn đối với dãy tần cao thì chúng ta cái mixer mặc định sẽ là từ dãy tần số 4000, khi các bạn tăng lên thì từ dãy 4000 trở đi cái dãy tần số nó sẽ tăng lên. Thì các bạn thấy trên cái biểu đồ thì đây sẽ phù hợp cho từng ứng dụng các bạn khi sử dụng theo nhu cầu. Nếu như các bạn không muốn tăng hoặc chọn dãy tần số mặc định để tăng thì các bạn tắt cái này đi rồi bạn chọn lại trong đây. Bằng cách là các bạn có thể là nhập cái dãy tần của mình thích muốn, hoặc là các bạn kéo chọn điểm. Rồi tiếp đến kế bên là mục feedback rejoin. Đây là phần mục chống hú. Thì trong mixer nó sẽ trang bị cho chúng ta hai cái
hai cái thông số chống hú mặc định là 1 và 2. Và khi chúng ta bật lên á, thì mixer nó sẽ bật cái chức năng chống hú cho cái channel mình chọn. Thì cái này mình sẽ nói rõ hơn trong cái mục video tiếp theo về cái mục chống hú cho các bạn. Kế đến là cái mục mute, tức là tắt tiếng của cái channel đó. Và khi các bạn bấm vào thì nó sẽ tắt tiếng. Rồi, kế đến nữa là mục sale. Mục sale này để làm gì? Mục sale này là để các bạn, khi các bạn đã thay đổi hoặc là các bạn đã điều chỉnh xong các thông số, các bạn lưu lại thì bạn bấm sale. Rồi các bạn sẽ bấm, ví dụ đây mình sẽ là lưu lại thông số của Miro Casia sale. Đó, rồi cái này là bữa trước mình sale, rồi bây giờ mình sale chồng lên lại thôi. Rồi đến khi giống như là mình có trường hợp mình xài trên một cái mixer khác, hoặc là mình có nối vào một mixer khác, mình cần cái thông số đó cho ca sĩ đó, thì mình sẽ bấm vào load và load cái thông số đó ra. Đó, mọi thứ là như vậy. Rồi đó là cái toàn bộ những cái thông số có trong mục input. Vậy là mình đã hướng dẫn sơ về cách cắt đổi tên mixer M16 cũng như là cách đổi tên các thiết bị kết nối. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về trong cái mục main và các mục off, cũng như là cách chúng ta có thể sử dụng các cổng ra của mixer M16 cho những cái ứng dụng mình cần. Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi G Music để đón xem các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.